nay mình giới thiệu khách hàng loại dây ống hơi xài cho máy bơm hơi, mà đặc biệt ống này là ống chịu nhiệt. Ống chịu nhiệt thì nó là hàng này là hàng của Nhật. Con này dây này thì ống này đó là đường kính trong của nó là được đường kính trong của nó được 6 ly. Đường kính ngoài là 11 ly mấy. Còn ống này lớn hơn tí xíu, ống này là đường kính trong là 8 ly mấy, đường kính ngoài 14 ly mấy. Ống đỏ với ống trắng này là một thứ là 6 ly mấy thôi. Riêng cái ống màu đen này nó cứng tí xíu, ống này thì đường kính trong nó khoảng 5 ly mấy thôi, 5 ly thôi. Và đường kính ngoài nó khoảng 10 ly. Ống này nó cứng hơn ống trắng với ống đỏ tí xíu. Đây mình test thử cho anh em coi cái độ chịu nhiệt của nó đây. Đó, ống này là mình đã chịu nhiệt này, mình đốt thử cho anh em khách hàng coi nè. Chịu nhiệt rất là tốt. Đó. À, ở đây mình bán ống 6 ly là 18.000 một mét, còn ống 8 ly là 20.000 một mét. Ở đây mình có bán số lượng sỉ cho anh em khách hàng. Nếu mà anh hàng lấy số lượng nhiều thì mình giảm giá lại cho anh em. Cảm ơn anh em quan tâm, ai có nhu cầu thì alo mình. Cảm ơn.